Dạ vâng, cửa hàng âm thanh 7M97 xin kính chào toàn thể các bác. Thì trước mặt các bác đây là một đôi loại ETC với mã model K160. Thì như các bác đã biết thì tối ngày hôm qua thì em đã lên sóng cho các bác một cái video nhá hình với một cái lô loại ETC Bát 25 này rồi. Đấy, thì chiều ngày hôm nay thì các bác thợ bên em đã làm việc rất là nhiều và đã làm khá được cái số lượng loại ETC này rồi. Thì xin cũng cái thời gian mà chuẩn bị đến cái livestream mà bà xã tất cả cái lô loa này thì cũng rất là gần thôi các bác nhá. Hẹn các bác trong vòng 1 hoặc là chậm lắm là tầm 2 ngày nữa thì bên em sẽ có những cái video có những cái livestream trực tiếp xả hàng cho các bác, và đa phần là tầm vào buổi tối tầm 19 giờ đến 19 giờ 30 các bác nhá. Thì sáng ngày hôm nay thì cũng có một vài bác có nhắn tin trên Zalo muốn nghe một cái bản test của loại ETC này trước khi quyết định là có mua hàng hay không. Thì cũng là chiều theo nguyện vọng của tất cả các bác, thì tối ngày hôm nay thì em làm một cái video test chất âm các bác nhá. Thì cái không gian test ở đây thì các bác sẽ thấy là một cái không gian rất là mở, với một cái đây, phía sau là cái kho này, phía trước là cái khu cánh đồng. Và bên em test thì luôn luôn là test với chỉ với một cái con vang. Con vang test âm là vang mà đang để chế độ EQ bypass, có nghĩa là không cài đặt, không căn chỉnh hay là can thiệp bất kỳ một điều gì cả. Thứ hai là một con đẩy LA600 thôi. Ngoài ra một cái nguồn của cái đầu KTV xuống để lấy âm thanh. Đấy, là không qua bất kỳ một cái dây rắc livestream hay gì cả bác, để cho tạo cho các bác một cái âm thanh nó trung thực nhất các bác nhá. Ngoài ra thêm một điều nữa thì kinh nghiệm mà khi các bác nghe những cái video test chất âm á, thì các bác nên có đầu tư một cái tai nghe để có nghe nó đầy đủ được tất cả những cái giải tần của giải bát trung chép của đôi loa như thế này. Vì thực ra mà nói thì điện thoại dù nó có xịn đến mấy thì vẫn là khi mà nó thu âm á thì nó vẫn đang rất là thiếu rất là nhiều các bác nhé. Đấy, thì khi mà các bác nghe test âm thì được 10, thì ở ngoài nó khi đó là phải được nhiều hơn những cái chất lượng âm thanh. Đấy, thì sau đây thì em sẽ tiến hành test với hai cái dòng nhạc chính mà các bác hay nghe, đó chính là nhạc Bolero, và dòng thứ hai là dòng nhạc remix các bác nhá, nhạc mạnh, để các bác thêm cảm nhận xem là cái âm bát âm chép của những cái dòng này như thế nào. Đấy, xin mời tất cả các bác. Đây vẫn là cái khu mà test nhạc huyền thoại luôn các bác nhá. Mic đi.
mái tôn rồi các bác. Đấy. Thì em vừa mới test xong cho các bác với hai cái dòng nhạc chính mà các bác hay nghe nhất từ trước đến nay, đó chính là dòng bolero cũng như là dòng nhạc remix. Thì đây là đã sơ sơ rồi các bác nhá. Thì đây là bây em có hiện tại là tầm 50 đôi và các bác thợ làm là tầm 30 đôi rồi. Còn 20 đôi nữa thì chắc tầm 1-2 ngày nữa là xong thôi. Vì sau khi mà xong thì bọn em sẽ lên sóng luôn trực tiếp cho tất cả các bác luôn. Đấy thì xin nhắc trước với các bác là thật sự mà nói là cái lô này thì nó không được đẹp như là cái mong đợi, cũng như là đứng cái lô mà các bác hay thấy trên thị trường người ta đang bán 3 triệu rưỡi 4 triệu ấy, là những cái đôi mà zin đẹp. Đấy, còn bên em thì chỉ cam kết được các bác là bao zin nhá. Còn cái này thì các bác về nhà nếu muốn mà sạch đẹp hơn thì các bác có thể là tự mình làm vệ sinh thêm, giúp bọn em thêm một chút nữa. À, bổ giảm bớt cái công thợ có bác thợ bây giờ đang làm đi. Đấy, đây là cái căng của nó các bác này. Cái căng đây. Đấy, đã bác thợ thì đã chuẩn bị xong ok hết rồi. Đây là ETC nhá. Và tiếng bass của dòng này thì em đã nói với các bác rồi. Cái ngưỡng âm thanh của dòng ETC K160 này thì chắc chắn nó sẽ được bằng với những cái dòng của một dòng lồng loa mà nó có đời cao, cũng như là cái chất âm nó âm sắc khủng. Ví dụ như dòng EVKS2810 hoặc là BMB450C thì cái dòng này thì cũng không hề thua kém đâu các bác nha. Nhất là về tiếng bass. Loa HM nữa, loa HM thì cũng là một cái dòng mà nổi tiếng về cái tiếng bass của dòng loa nằm. Đấy. Ok cho các bác nha. Rồi thì xin hẹn gặp lại các bác vào những cái livestream. Là những cái livestream mà 1-2 hôm nữa đi. Thì hôm ấy thì chắc là sẽ hứa hẹn là đông người. Và bác nào đang có nhu cầu thì có thể liên hệ trước cho em cũng được. Với hai số điện thoại em để góc đây các bác này. Giá cả thì đảm bảo cho các bác sẽ là rất là hài lòng với những cái loa ETC như thế này. Bình thường người ta đang bán tầm 3 triệu rưỡi 4 triệu thì bọn em sẽ bán giảm cho các bác ít nhất là tầm 1 triệu. Ít nhất tầm 1 triệu đó là bật mí cho các bác nha. Ít nhất là 1 triệu, có thể là giảm hơn nữa cơ. Với những cái đôi này thì nó sẽ có nhiều mức giá các bác nhá. Bật mí thêm là nhiều mức giá. Có thể là trên 2 triệu, có những đôi trên 2 triệu, có những đôi dưới 2 triệu. Đấy, và tùy vào cái độ đẹp thì nó sẽ giá khác nhau. Đấy. Xin hẹn gặp lại các bác những cái clip tiếp theo các bác nha. Xin chào.